quán này bán khá lâu ở Phú Giang, nằm trên đường Cách Mạng Tháng 8. Thì không gian quán cả nhà mình. Thì tối nay đi ăn bò nướng Hàng Dừa nha. Thì cái không gian quán nha cả nhà mình. Bò nướng Hàng Dừa này nổi tiếng lâu lắm rồi nha. Bán lâu lắm rồi. Vậy lấy con dao xuống đây. Mà cái quần màu này tối nay mình chưa hai phần, một phần bò lót, một phần bò mỡ trời, là 150 nha cả nhà. Nhớ nhớ nãy anh kia đó hả? Ba ba chồng anh em. Ngay xanh đỏ đó. À. Ba sao sao chồng tới. Giờ hai thứ qua cái con cái đĩa đó. Ăn xong rồi đi siêu thị nữa hả? Khi nào nó mở cửa đi lại đóng cửa. Mẹ ăn cho đi cửa. Thì nó mở cửa nó đi được rồi, siêu thị đóng cửa rồi sao? Đi đi siêu thị biết mà giờ đi lộn đường nó cũng nhớ luôn rồi. Dạ. Mày đi, mày đi.
con tổ đưa mẹ cha qua tổ nước. Sơn vô anh tha cho Sơn về quê cho em đi luôn. Ba điện 2 giờ hả? Điện 2 giờ mà anh ai không tin ở trong nhà. Cái này là 300 ngàn, còn còn lấy 2 dĩa, còn khoảng 2 con mình làm 180 mấy. Đúng mấy gì. Có nhiều tiền mua sạch mua ăn luôn. Đưa ba lọc cho. Ờ tôi đặt xuống lọc luôn rồi. Đây đưa ba lọc cho.
đây nó có hai loại nước chấm, một là nước chấm mắm phạt, mắm nêm, hai là mắm me luôn nha. Giờ dẫn theo tụi anh không ăn mà không uống luôn hả tụi anh? Hả? Hiện giờ sao tụi anh? Tụi uống nước đi. Ồ nãy em kêu nước suối hà hà tụi anh kêu vậy? Thank you.
xong lấy cái mỡ gà nó cầm ở ngoài nữa khi nướng á, và thấy cái mỡ là chín chín lên ngon lắm. Tập ói nhiều.